Những người không nên lạm dụng omega 3 quá mức. Người đang dùng thuốc chống đông máu nên cẩn thận khi bổ sung omega 3 vì chúng có thể làm tăng hiệu quả làm loãng máu, dẫn đến nguy cơ chảy máu hoặc xuất huyết. Việc bổ sung liều cao omega 3 có thể làm tăng nguy cơ chảy máu nội tạng, đặc biệt là xuất huyết não. Người có huyết áp thấp, omega 3 có khả năng hạ huyết áp. Điều này có thể không an toàn đối với những người có huyết áp thấp. Việc sử dụng liều cao omega 3 có thể làm giảm huyết áp xuống quá mức, dẫn đến chóng mặt, mệt mỏi và nguy cơ ngất xỉu. Người có tiền sử rối loạn nhịp tim, mặc dù omega 3 thường được khuyến nghị để cải thiện sức khỏe tim mạch, nhưng việc sử dụng liều cao có thể gây ra các vấn đề về rối loạn nhịp tim. Phụ nữ mang thai và cho con bú, mặc dù omega 3 rất quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi và trẻ nhỏ, nhưng nên tránh lạm dụng các loại omega 3 từ dầu cá chứa hàm lượng thủy ngân cao.